Rồi, hôm nay sinh nhật của mẹ 69 tuổi, nhưng mà đừng nói 96 nha, cũng vẫn còn trẻ chán. Sang năm hy vọng đừng chống gậy, năm nay đi hai đầu gối bắt đầu nó đã muốn rung rinh rồi. Mẹ cảm ơn ba gà con Thụy Xuân, Đình Sĩ, Lam Huyền của mẹ gà nhỏ Mộng Thúy rất 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 nhiều đã tổ chức sinh nhật của mẹ ăn nhà hàng bò trên trên đá. Bây giờ thì là các con đã làm những món bánh tiramisu chưa ước nguyện của mẹ. Cái này là ai làm đây, Đình Sĩ hay là Lam Huyền? Cả hai luôn hả? Trời giỏi quá. Bác Trung còn dặn là lần sau bác Trung qua Đình Sĩ với Lam Huyền nhớ làm cho bác Trung ăn nha. Rồi, cảm ơn tụi con nhiều lắm đó. Bây giờ mẹ thổi đèn cầy nha. Hy vọng là mẹ đừng có cảm hoài. Trời ơi, thổi gì yếu dữ vậy? Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.